Sáng nay ngày 13 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ tổ chức phiên chợ không đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trụ sở Ủy ban dân phường được chọn là nơi diễn ra phiên chợ không đồng, có trên 200 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ phiếu mua hàng trong dịp này. Tại phiên chợ có các gian hàng bày bán một số mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, mì, trứng, dầu ăn, đường, bột ngọt cùng rau củ quả. Tất cả đều có mệnh giá không đồng, không có người bán cũng không có người mua, không kỳ kèo cũng chẳng trả giá. Tất cả đều thay thế bằng nụ cười, sự thân thiện của người nhận và người cho. Trong dịch bệnh này là bản thân tôi còn là công việc nó cũng không ổn định. Được tham gia phiên chợ không đồng này là tôi rất vui, mà cũng giúp đỡ gia đình tôi vượt qua được cái thời gian khó khăn lúc này. Trước mắt tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho tôi tham gia được cái phiên chợ không đồng. Để tổ chức phiên chợ này, mặt trận phường đã huy động từ các cá nhân trong và ngoài địa bàn đóng góp, ủng hộ với số tiền gần 50 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Phát cùng với các hội đoàn thể của phường đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn của phường hỗ trợ gần 50 triệu đồng để chúng tôi tổ chức cái phiên chợ không đồng để kịp thời hỗ trợ cho người dân trong cái điều kiện do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Phiên chợ không đồng là hoạt động ý nghĩa, là nguồn động viên kịp thời giúp cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng lo toan trong cuộc sống, cùng chung tay với địa phương đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.